19 lên bố mẹ mình không có điều kiện để đưa mình đi tham quan, trải nghiệm thực tế. Nhưng bù lại, mẹ đã tặng cho mình một bộ sách có tên là Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan. Bộ sách gồm 10 quyển do Minh Thắng Book liên kết với nhà sản xuất Dân Trí. Nhờ có bộ sách này mà mình đã bỏ được thói quen xấu như xem tivi, và mình đã rời xa được chiếc điện thoại di động, laptop của mẹ đấy, bằng cách dẫn dắt suy nghĩ đơn giản thông qua mẫu chuyện, câu chuyện ngắn như chuyện ngụ ngôn, chuyện cổ tích, doanh nhân đơn giản đã giúp mình học hỏi được rất nhiều điều, đức tính tốt, phẩm chất tốt, đẹp như tự lập, tự cường, biết học hỏi, quan tâm, giúp đỡ người khác, sống là một người biết ơn. Trong bộ nhật ký này, mình rất thích một cuốn sách mang tên là Một Người Biết Ơn. Sau đây, xin mời các bạn hãy nghe, lắng nghe mình đọc một câu chuyện trong cuốn sách này nhé. Vì sao dê con luôn quỳ xuống bú sữa mẹ? Ngày xưa có một chú dê mẹ sinh được một dê con. Dê mẹ rất yêu dê con. Tối nào đi ngủ nó cũng ở bên dê con, dùng cơ hội để ủ ấm cho dê con. Dê con được một giấc ngủ ngon. Ban ngày ăn cỏ thì dê mẹ cũng sẽ đưa dê con đi cùng và không rời xa một giây phút nào. Khi dê con bị những động vật khác bắt nạt thì dê mẹ sẽ dùng đôi sừng của mình để bảo vệ dê con. Một lần dê mẹ đang cho con bú sữa thì con gà mái đi đến và nói: "Chị dê ơi, dạo này nhìn chị gầy đi rồi, đồ ăn mà chị ăn vào đều bị dê con hấp thụ hết. Nhìn tôi mà xem, tôi chẳng cần quan tâm đến việc ăn uống của gà con, cứ để cho chúng tự do tự đi bới đồ ăn." Dê mẹ nghe xong rất bực tức, liền nói một cách không hề hài: "Chuyện giữa mẹ con tôi không cần người ngoài đến bàn tán đâu." Sau khi gà mái tức giận bỏ đi, dê con liền nói với mẹ: "Mẹ ơi, mẹ yêu thương con như vậy, con phải làm sao để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của mẹ đây?" Dê mẹ liền nói: "Mẹ không cần con báo đáp gì cả, chỉ cần con khỏe mạnh là mẹ vui rồi." Dê con nghe xong không kìm được rơi nước mắt, vừa quỳ xuống tỏ vẻ khó lòng mà báo đáp được ân tình sâu nghĩa nặng của mẹ. Từ đó về sau, mỗi lần khi dê con bú sữa lại quỳ, bởi dê con biết dê mẹ đã lùi sữa để nuôi lớn nó khôn lớn. Vì vậy, dê con vừa quỳ vừa bú sữa mẹ để cảm tạ công ơn nuôi dưỡng của mẹ. Qua câu chuyện, mình muốn gửi tới các bạn một thông điệp: mẹ chúng ta cũng giống như dê mẹ trong câu chuyện này, hàng ngày đều chăm sóc chúng ta từng ly từng tí một. Chúng ta phải biết cảm ơn mẹ, người đã sinh ra chúng ta và luôn lớn chúng ta, chăm sóc chúng ta. Các bạn thấy không? Dù ở lứa tuổi nào hay ở trong thời đại nào thì những cuốn sách, những cuốn truyện hay luôn cung cấp, luôn là dụng cụ hữu ích giúp chúng ta học hỏi, trau dồi nhiều kiến thức để hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Các bạn có đồng ý với mình không? Vậy thì còn chần chờ gì nữa?